Có chưa? Ủa chị Châu tên là Châu mà sừng của chị đâu? Châu là Châu Ngọc Châu á. Xe tới chưa? Đó xe đó. Rồi xe đó. Ba ơi để ba lên. Con kéo ra đi. Em xe tới rồi. Nè, hồi sáng cô chú chụp lấy cái chữ Silin này nè, thấy dạ. Rõ luôn, máy là nhỏ mà chụp ngon luôn mà đó, chưa? Dạ. Phương, cho anh vô cái coi. Đang quay đó, đang quay đó. Rồi. Quay gì hết hả? Đẹp. Kéo quần làm gì? À, cảm ơn nha. Rồi lên. Còn hết. Để sót ai nữa. Đủ chưa? Màu vàng lên đây.
Đây anh đây. Đúng rồi, có cái cửa ngõ bên trong. Không, không phải không phải. Đâu, 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 không đâu, 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 quay rất là đẹp. Mình đi Mũi Né rồi, mới đi mấy lần trước á. Đúng rồi, đi lẻ là nó vậy á. Phải giờ đi lâu lâu. Mắc lắm mà, trước nhớ luôn coi mắc. Lần khác đi, để lần khác đi. Lần khác thời gian dài hơn mình mới đi được nhiều. Chơi, giống như nó vẫn rẻ mà, không gì đâu. Hả? Mua chơi nó vẫn rẻ mà. Đi lẻ mua chơi chứ ai mua, chơi tiếng 3 cho mua.
đúng rồi. Ở đó là đi mà đi bình thường tự nhiên vô không thiệt ra thì không cũng không làm mua chơi, ví dụ như mày gọi ngày trước á cũng lẽ chứ tự nhiên mày tới mà mày đạp mày lấy tự nhiên tới nó bắt là đúng rồi gấp đôi á. Bây giờ thì nếu như bữa lên mình coi đó có một cô bốn có hồng rồi hai hồng ba hồng quá trời đó lâu đài nó nhưng chưa có quét mới mua hôm qua luôn. Mua gì quay nữa hả con? Quay dạ. Là quay làm tư liệu hả? Quay nãy giờ. Vậy hả? Quay nãy giờ đâu tắt đâu. Anh Lim ơi, yêu cầu anh cắt đi cái khúc phim mà thằng Thường nó bóp díu em. Cái khúc đó không thấy. Em cũng xin mà. Làm lại đi. Được, anh hưởng hình ảnh của em. Anh không có quay kịp cái đúng không? Làm lại đi. Vậy à? Làm lại quay rồi thì xóa. Làm lại lần nữa đi anh quay lại. Làm lại thêm bóp chỗ khác nữa. Cuối cùng hả? Tối mà quay chưa? Không qua, không qua, sao? Nửa thằng nghiên cứu này ăn hết hả? Ăn đồng ăn, bậy bạ. Anh quay xuống trả thù dùm tiên. Lấy cái phòng lên, Hoàng ơi, quất nữa Hoàng ơi. Giờ quất là chắc chắn là vừa ăn với thua gì chắc luôn. Cười cái coi buồn ngủ rồi hả? Sao vậy? Dặn thì không có đi trong hơi dặn hả? Cho bác quà, cho bác quà cái. Ơi. Sao bác lại chưa quét cái kính luôn? À bác chưa cần phải quét. Đó bác quét rồi đó. Thì nước nhiều. Đi sợ rồi cái. Sợ.